Trước những bức xúc của dư luận về biểu giá điện 6 bậc thang trong thời gian vừa qua, mới đây Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã xây dựng đề án nghiên cứu cải tiến cơ cấu giá bán lẻ điện. Vào ngày hôm qua mùng 5 tháng 11, EVN đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến nhằm tìm ra hướng điều chỉnh phù hợp cho biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt. Đề án của EVN đưa ra 3 phương án đề xuất tính giá điện sinh hoạt mới với các mức biểu giá 3, 4 và 5 bậc. Theo đó, kịch bản giá điện 3 bậc thang rút gọn từ 100 kWh đến trên 400 kWh. Kịch bản 4 bậc sẽ rút gọn bậc từ 100 kWh đến trên 600 kWh. Còn phương án giá chia 5 bậc thang gồm dưới 100 kWh đến trên 700 kWh. Theo nhóm nghiên cứu, 3 phương án đưa ra đều không gây tác động nhiều đến hộ tiêu dùng, xã hội, trong khi doanh thu của EVN giảm nhẹ. Sau khi phân tích, nhóm nghiên cứu đề xuất chọn phương án giá bán lẻ điện chia 5 bậc thang, bỏ bậc thang 50 kWh đầu tiên và kéo dài bậc thang lên tới trên 700 kWh. Theo nhóm nghiên cứu, việc chia các bậc thang dùng nhiều điện chi tiết hơn, phù hợp hơn với đặc điểm tiêu dùng hiện nay. Phương án này sẽ không tác động đến chỉ số giá tiêu dùng vì tổng chi tiêu hộ sinh hoạt không tăng. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ hộ nghèo đạt được tối đa. Bản thân cái đề xuất thì tôi rất tâm đắc. Đấy là một cái đề xuất hợp lý, tức là giá cả nó thay đổi theo rất nhiều những cái yếu tố. Mà trong khi đó thì là giá điện chúng ta điều chỉnh với cái chu kỳ khá là tùy tiện. Lúc thì 2 năm, lúc thì 3 năm, lúc thì 1 năm. Thì như vậy là nó không hợp lý, nó không đúng theo cái quy luật. Thế và nhiều nước, tôi lấy ví dụ gần ta nhất là Thái Lan, thì họ quy định cứ 4 tháng là họ điều chỉnh giá điện lại. Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng cần luật hóa chu kỳ điều chỉnh giá theo chu kỳ 6 tháng một lần. Thời điểm điều chỉnh nên lựa chọn theo mùa, đồng thời tránh các thời điểm nhạy cảm, có sự thay đổi đột biến về sản lượng. Cụ thể, nhóm gợi ý kỳ điều chỉnh giá điện đề xuất sẽ là ngày 1 tháng 3 và ngày 1 tháng 9 hàng năm.